lượng nước trong các hồ chứa lớn của Thái Lan đang ở mức thấp đáng lo ngại, với chỉ 19% có thể sử dụng được cho sinh hoạt, nông nghiệp và bảo vệ hệ sinh thái. Đây là nội dung báo cáo vừa được Trung tâm Dữ liệu Nước và Khí hậu Quốc gia Thái Lan công bố. Theo báo cáo, tình hình ở miền Tây Thái Lan đáng lo ngại nhất vì chỉ có 13% lượng nước trong các hồ chứa hiện có thể sử dụng. Cũng theo báo cáo, lưu vực sông Chao Phraya cần 12 tỷ mét khối nước trong mùa khô và đầu mùa mưa. Song hiện tổng lượng nước ở 4 hồ chứa chính của Thái Lan chỉ cung cấp được khoảng 4,5 tỷ mét khối nước. Giới chức Thái Lan kỳ vọng có thể được bù đắp khoảng 7,5 tỷ mét khối nước trong thời gian 140 ngày còn lại của mùa mưa năm nay. Thái Lan chính thức bước vào mùa mưa từ ngày 23 tháng 5, nhưng nhiều tỉnh phía Bắc và Đông Bắc nước này vẫn đang phải đối mặt với hạn hán. Số trường hợp phải nhập viện do nắng nóng tại Nhật Bản trong tháng 5 vừa qua đã tăng lên hơn 3.600 người. Đây là mức cao thứ hai trong các tháng 5 kể từ năm 2015. Số liệu trên do Cơ quan Quản lý Thiên tai và Hỏa hoạn Nhật Bản công bố. Cơ quan này cũng kêu gọi các tổ chức và người dân thực hiện ngay nhiều biện pháp phòng ngừa sốc nhiệt khi dự báo nhiệt độ trong mùa hè sắp tới tại nước này có thể cao hơn mức trung bình hàng năm. Lý giải số người nhập viện vì nắng nóng gia tăng, Hiệp hội Y học cấp cứu nước này cho rằng nhiệt độ tăng đột ngột trong tháng 5 khiến cơ thể chưa kịp thích nghi và dễ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt. Các trường hợp dễ bị sốc nhiệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ, người mắc các bệnh như cao huyết áp và tiểu đường.